chào các bạn. FaceTime là một ứng dụng khá nổi tiếng của Apple và được rất nhiều người yêu thích vì sự tiện dụng của nó. Tuy nhiên, đôi lúc ứng dụng này gặp một số lỗi hay vấn đề gì đó khiến cho việc liên lạc không được như mong muốn. Hôm nay, Westcom sẽ hướng dẫn cho các bạn một số phương pháp sửa những lỗi thường gặp trong FaceTime. Một, FaceTime bị ẩn. Có thể FaceTime đã bị ẩn do thiết bị bật tính năng giới hạn. Để kiểm tra, bạn vào cài đặt chung, tiến đến giới hạn, sau đó kiểm tra xem ứng dụng FaceTime có đang được bật lên hay không. 2. FaceTime bị tắt. Các bạn vào cài đặt, vào FaceTime và bật ứng dụng FaceTime lên. 3. Kiểm tra số điện thoại email. FaceTime sẽ cần phải có một số điện thoại hoặc email để thực hiện việc liên lạc. Hãy kiểm tra các thông tin này. Các bạn có thể vào cài đặt, vào FaceTime. Chú ý mục bạn có thể được liên lạc bằng FaceTime tại. Bạn có thể nhập thêm những email khác vào. Tiếp đó là mục ID người gọi. Đây là số điện thoại hoặc email sẽ được hiển thị trên điện thoại của người nhận cuộc gọi từ bạn. 4. Kiểm tra kết nối Internet. Có thể do kết nối của bạn không được ổn định, hãy kiểm tra xem kết nối Internet của bạn có đang hoạt động tốt hay không. Nếu bạn đang sử dụng bằng Wi-Fi, hãy thử kiểm tra xem sóng có tốt không, thử di chuyển đến khu vực sóng mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu trong khu vực bạn đang sử dụng có quá nhiều thiết bị cùng kết nối Wi-Fi và sử dụng cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc gọi. Nếu bạn đang sử dụng bằng 3G, hãy kiểm tra xem dữ liệu di động của bạn đã bật lên hay chưa, đồng thời kiểm tra xem bạn có cấp quyền cho FaceTime sử dụng dữ liệu di động hay không. Để kiểm tra, các bạn vào cài đặt, tiến đến di động, kiểm tra xem dữ liệu di động có đang bật lên hay chưa. Sau đó kéo xuống dưới, tại mục sử dụng dữ liệu di động, các bạn xem có đang bật cho FaceTime sử dụng hay không. 5. Những thiết bị tương thích. Các bạn cần chú ý, do FaceTime là một ứng dụng chỉ dành riêng cho iOS, vì thế các bạn chỉ có thể thực hiện cuộc gọi FaceTime trên những thiết bị sử dụng iOS với nhau. Ngoài ra, FaceTime chỉ có thể sử dụng trên một số dòng iPhone 4 trở lên, iPad 2 trở lên, iPod Touch thế hệ thứ 4 hoặc các đời mới hơn. 6. Người gọi bị chặn. Nếu như người gọi bị chặn thì họ sẽ không thể thực hiện được cuộc gọi FaceTime. Các bạn hãy kiểm tra danh sách chặn xem có đang chặn họ hay không. 7. Lỗi do SIM. Nếu đã thử tất cả các bước trên mà vẫn không khắc phục được thì có thể do SIM của bạn bị lỗi. Hãy thử lắp một SIM khác và kiểm tra xem có sử dụng được hay không. Nếu SIM khác sử dụng được thì do SIM của bạn thực sự bị lỗi. Việc cần làm lúc này là bạn hãy đi làm lại SIM. Trên đây là một số lỗi thường gặp trên FaceTime và cách sửa lỗi. Hy vọng rằng với video này các bạn có thể khắc phục được khi FaceTime bị lỗi. Chúc các bạn thành công!